Xin kính chào tất cả quý khách hàng, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của đội ngũ Happy Car. Và ngày hôm nay em Nghĩa lại đồng hành cùng tất cả quý vị và các bạn. Trong chương trình tháng 5 này thì đại lý Hyundai Đông Đô đang có chương trình khuyến mại cực tốt, cũng như là nhận được chương trình khuyến mại mới nhất từ Hyundai Thành Công về dòng sản phẩm Hyundai Tucson, một trong những dòng crossover 5 chỗ gầm cao bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Và trong video ngày hôm nay, em Nghĩa xin được cập nhật chương trình khuyến mại cũng như tổng lăn bánh mới nhất của phiên bản Hyundai Tucson 2.0, phiên bản máy xăng đặc biệt đến với tất cả quý khách hàng đang có nhu cầu ở thời điểm hiện tại. Và trước khi video được bắt đầu, em Nghĩa luôn mong muốn nhận được sự ủng hộ cũng như là sự tin tưởng của tất cả quý khách hàng. Hyundai Tucson lưu hành tại thị trường Việt Nam với 4 phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt, phiên bản 1.6 Turbo và phiên bản 2.0 dầu đặc biệt. Thì trong chương trình tháng 5 này và chỉ còn 10 ngày nữa là kết thúc tháng 5, thì phiên bản 2.0 máy xăng đặc biệt đang là phiên bản có mức giảm giá cũng như là khuyến mại tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Và đặc biệt ở thời điểm trong tháng 5 này thì phiên bản máy xăng cũng là phiên bản được lựa chọn nhiều nhất. Thì trong video này em sẽ báo giá chi tiết đối với phiên bản này. Phiên bản máy xăng 2.0 với mức giá niêm yết là 955 triệu đồng thì ở thời điểm trong tháng 5 này thì đang có chương trình giảm giá lên tới 53 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra quý khách hàng sẽ được tặng thêm gói phụ kiện lên tới hơn 20 triệu đồng. Quý anh chị có nhu cầu trực tiếp vui lòng liên hệ tới số hotline để em có thể tư vấn cũng như báo giá tốt nhất dành cho mọi người. Em Nghĩa xin cam kết giá sẽ là tốt nhất. Và lăn bánh ở thị trường Hà Nội sẽ là 1 tỷ 039 triệu đồng. Lăn bánh ở thị trường Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 020 triệu. Và lăn bánh ở thị trường tỉnh sẽ là 1 tỷ tròn luôn. Quý anh chị ở thời điểm này lựa chọn máy xăng đặc biệt là chiếc xe đang được khuyến mại tốt nhất ở thời điểm trong tháng 5. Quý anh chị có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp từ số hotline để em Nghĩa có thể báo giá cũng như hỗ trợ tư vấn một cách tốt nhất dành cho mọi người. Chiếc xe này thì bên đại lý cũng hỗ trợ lên tới 80% giá trị của chiếc xe. Quý anh chị chỉ cần tối thiểu khoảng 320 triệu thôi là quý anh chị đã sở hữu ngay phiên bản máy xăng đặc biệt này rồi. Là một trong những dòng crossover cạnh tranh trực tiếp với Toyota Corolla Cross hay là Kia Sportage, thì Hyundai Tucson cũng luôn là một trong những chiếc xe cũng được đông đảo quý khách hàng lựa chọn. Sở hữu khối động cơ Smart Trim G2.0, dung tích xi lanh 2.0. Tuy nhiên, chiếc xe này lại cho một cái công suất cực đại lên tới 156 PS tại 6.200 vòng phút và 192 Nm tại 4.500 vòng phút. Là một trong những chiếc xe đi đầu tiên phong cho những công nghệ của Hyundai. Với dung tích bình nhiên liệu lên tới 54 lít, kích thước la răng phay xước lên tới 18 inch, thì Hyundai luôn tạo lên một vẻ đẹp sang trọng cũng như thể thao. Đặc biệt với chiều dài cơ sở lên tới 2.755mm, nhỉnh hơn 85mm so với thế hệ tiền nhiệm, thì Tucson năm 2023 sở hữu vẻ ngoài vạm vỡ và khỏe khắn hơn. Nổi bật nhất trên mẫu xe có lẽ là bộ lưới tản nhiệt thiết kế 3D kiểu mới, lấp lánh như những viên ngọc được xếp lớp chồng lên nhau, được mạ màu đen bóng bẩy, đem lại trải nghiệm thị giác thú vị và đặc biệt cho người nhìn. Tucson phiên bản xăng đặc biệt trang bị cụm đèn trước, sử dụng công nghệ chiếu sáng LED cao cấp hơn phiên bản 2.0 tiêu chuẩn chỉ là hạng halogen. Di chuyển sang bên hông thì Hyundai Tucson xăng đặc biệt được trang bị cặp gương chiếu hậu, chỉnh điện, gập điện, tích hợp chức năng sấy và đèn báo rẽ. Cách tạo hình của mâm xe 18 inch cũng cực kỳ bắt mắt với những mảng khối mang đậm chất thiết kế hình học. Hông xe phô diễn những mảng hình khối đan cài vào nhau, đem lại sự cá tính và bụi bặm cho mẫu thiết kế. Những đường LED đan xe này thì được Hyundai áp dụng không chỉ cho phần đầu xe, thân xe mà cũng được duy trì ở phần đuôi xe nữa. Nội thất của Hyundai Tucson 2.0 xăng đặc biệt thì cực kỳ là sang trọng. Bước vào bên trong chúng ta sẽ choáng ngợp bởi không gian rộng rãi, thoáng mát và nhiều tiện ích hàng đầu. Dù người ngồi ở hàng ghế sau có chiều cao lên tới 1m8 thì xe Hyundai Tucson phiên bản xăng đặc biệt cũng mang lại cảm giác ngồi cực kỳ là thoải mái. Với chức năng chỉnh điện ghế lái 10 hướng, tài xế có thể dễ dàng điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái nhất cho mình. Đặc biệt tất cả các hàng ghế ngồi đều được bọc chất liệu da cao cấp, vừa bền lại vừa đẹp mắt. Ở vị trí ghế lái thì bạn sẽ được cầm một chiếc vô lăng bọc da tích hợp bộ điều khiển. Da cũng là chất liệu chủ đạo trong phần nội thất của Hyundai Tucson phiên bản máy xăng đặc biệt. Tiện ích trên Hyundai Tucson là một trong những chiếc xe
có rất nhiều những tiện nghi như ghế phụ cũng là ghế chỉnh điện, chức năng sưởi làm mát hàng ghế trước, chức năng sưởi vô lăng, màn hình đa thông tin full digital lên tới 10,25 inch, dàn loa cao cấp gồm 8 loa, sạc không dây, chuẩn QI, điều khiển hành trình thích ứng và Smart Key khởi động từ xa, giúp cho quý anh chị trải qua những cái ngày nắng nóng một cách đơn giản nhất. Đặc biệt chiếc xe thì vận hành êm ái bởi động cơ Smart Trim G2.0. Nhờ sử dụng hệ thống treo trước kiểu Mapherson và hệ thống treo sau liên kết đa điểm mà chiến mã Tucson di chuyển thoải mái và mượt mà hơn khi qua các đoạn đường gập ghềnh và khúc khuỷu. Và đó là tất cả những thông tin mà em Nghĩa muốn gửi đến cho quý hàng trong cái video ngày hôm nay. Video giới thiệu chi tiết về Hyundai Tucson phiên bản máy xăng đặc biệt và chương trình khuyến mại tại thời điểm này. Quý anh chị có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp tới số online để em có thể tư vấn và báo giá tốt nhất dành cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau ạ. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Còn điểm hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Toyota.